cái da giòn dữ thiệt quý. Đó. Da con thiệt. Có mổ mổ thịt chưa không? Đó. Này gì tiểu hổ hả anh? Gì tiểu hổ? Ốp gì vậy? Ốp nướng, gia vị, ngũ vị hương, tương, củ hành tím, củ tỏi, rồi ít chao, ít cái chai nước á, chai niêm nước cũng không biết tên nó gì mà cái chai nó để dành đặc biệt. Ốp nước. Chai đó ngoài chợ có bán phải không? Chợ bán. Rồi này nó có nó ở đâu? Rồi mà ăn cút xương luôn hả? Cút xương đùi ra lưng nó ớt cho nó thấm nó ngon nè. Đó, thấy không? Công phu lắm anh ơi. Cái miếng dày chứ dính mỡ. Nó canh xương nè, ngát ngát xương nó có. Không hay tại cút xương cút chân, nó nguyên mùa xương cút ra chân còn cái xương sống không hả? Ừ, đúng rồi. Nó sống với xương nè. Nói thường người ta xào lăng ít có ai mà nướng. Trời ơi, nướng gấp 7 lần xào lăng anh ơi, anh ăn thưởng thức lần anh biết. Nghe nói mà nước miếng chảy rồi thì anh quay thôi. Có lấy rồi. Trên rồi cái tôi mới chảy được rồi. Ốp sợ ốp. Mua gì về đây nướng nhiều. Có gì lại về nó thái dừa. Thái gì bằng? Nước dừa. Cho nướng cho nó vàng hả? Ừ, vàng da, giòn. Giống như quay thịt heo vậy hả? Rồi, nó để cho mày. Được đó. Lâu chín quá phải cắt ra luôn à. Tối rồi chuẩn bị là nhập tiệc rồi đó. Sắp chín rồi. Chín lắm rồi. Tàu rồi nó ngon. Ừ, cái đất được rồi đó. Được luôn rồi. Em đó đi. Ừ, nó để nó lại cũng được. Được rồi, hết rồi, chín rồi. Trời ơi, chín rồi. Ô, chín dữ lắm rồi. Đúng rồi. Ném đi, giờ nào ngủ cái mình ném ra nữa. Đồ quá. Cái này thấy chưa? Được rồi, vàng cháy luôn. Rồi, không vô. Sao? Còn quá trời hả? Quá trời đi. Ủi ừ, đi, đi chứ. Ủi ừ, sao nó không vậy? Đi ra mà chịu không nổi luôn trời. Ờ. Vừa lấy nước trắng rồi. Khô rồi nè.
vô làm hai cái chấm chao đi, vô làm hai cái chấm chao đi, hai ba chén chấm chao đi, rồi hai chấm chấm. Ủa thịt cái đỏ nè. Rồi sắc rớt rồi vô rồi còn muối tiêu chanh ở đây nè. Đỏ. Lấp lánh nè. Quá ngon à. Ù cái xèo 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 ha. Còn nóng hổi quá. Ngay cái sườn này nè. Biết ăn gì kiểu trong phim rồi cầm nguyên phanh này. Nói chứ không khác anh. Thôi lắm rồi. Sườn mà tới cái này. Kêu đi ra. Vậy cả phải đã. Khô thịt luôn nè. Chào. Đi đây. Nhảy vừa rồi. Hú chất lượng luôn nè. Thấy không? Còn gì của nữa trời. Có điện nè. Điện á. Cái này nè thử đi bạn thử cái miếng dừa ăn chứ. Ngóc ngóc đuôi rồi lên. Ủa cái đuôi như vậy. Cắt xuống, cắt xuống, cắt xuống. Ờ vậy đó. Ta cắt cái nó ra cho nó. Này còn lắm mà ta để dùng hộp thả. Trời mấy rồi hả? Cái này xong là quốc liền nha, lại lẽ nha. Móc này. Để nguội. Móc nguội giùm á. Móc ông sạch vô nước tương đó, nước tương mà á. Đầu nướng mình nó sạch vô nước tương nó mới ngon. Không ăn nguội lắm. Ừ tắt lại đi. Cắt cái sườn ra tiếp còn chưa đi. Đây cắt cái sườn xuống đó. Đừng cạp. Rồi cạp miếng. Rồi để nguyên hối gì cho nó nóng chút đi. Rồi cuốc cái kia trước đi. Nhiều thôi. Đụng. Vô. Trời ơi trời. Còn gì là của đấy. Vô anh em ơi. Nói tao thử miếng mồi trước thôi. Uống. À, giờ thử đây. Thử đây nè. Tắt ra đó đi. Nè, có sườn nghe thổi kìa. Trời cái cục kia nó vẫn còn nguyên nè. Cái này phải dùng tay. Quá là ngon, quá ngon bằng tay. Cầm lại để bóc giòn quá. Chấm này đi, chấm này đi. Vừa ra. Ra giòn. Nghe ngay. Ngon hỏi chấm vừa. Rậu rậu vậy. Rậu rậu ra giòn. Trời ơi tròn. Vừa thôi, đừng chấm hết. Ra giòn quá rồi, giòn ngon. Chúng ta không có. Sao đại ca? Đậu ngon, đâu món nào mà ngon bằng món nước nha. Ngon không? Bóp vừa nữa. Ngày. Còn nấm nóng thì ăn đã. Thả thiệt ca. Ngon dài rồi lúc lúc. Cạp đi, để nó nguội. Lạnh qua đây hả? Ừ. Từ từ cái gì? Hết, hết cục lớn rồi, đừng hết. Thì ơi, ngon ơi, ngon ơi. Vừa ăn luôn á, bữa ấm vừa ăn luôn á. Thấy không? Khỏi chấm không? Khỏi chấm. Mặn mặn vô mới đã. Tôi tha cho mấy lần đó đó. Không, không có dám bằng lạc. Mình chấm miếng mới được. Mình chấm cho nó có gia vị chấm chứ. Nhưng mà cũng vừa ăn nữa vừa ăn. Quá đã. Trời ơi, vô cái đây. Mồi bén quá mà. Trời ơi, trời ơi, dính đâu luôn. Ngoài về mình giữ miếng này. Trời ơi, miếng lắm rồi. Sống nè. Dạ bên sống luôn. Dạ giòn dữ kìa. Có miếng dừa. Ủa cái này chở ai vậy? Trời ơi trời ngon. À. Quá rồi đã. Không còn gì bằng nữa hả? Còn thì đó, không còn người kể đâu. Thịt nó khô, nó thấm nè. Nè. Nó có điện nè. 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 Nó thấm mà nó khô thì nó ngon. Ở đây nó vừa. Dạ. Ở đây nhà vườn lúc vừa luôn nhé. Dạ. Cho giòn giữ đi quay. Ăn vừa. Ăn nước vừa như thịt theo quay vậy. Giòn. Thôi không lấy được, mình lấy được, mình nóng. Tỉnh luôn không? Hết say luôn hả? Hết say, hết say. Này có điện, có điện. Có điện, có điện. Có điện nữa. Nó nhảy, nhảy tưng tưng chưa? Dựt dựt hơn. Bữa nay về kiếm cục rồi á. Trời ơi. Nay về, về có em bé luôn.
quá trời liền. Cái miếng này da nó giòn quá trời giòn à. Cái da giòn dữ thiệt Quy. Đó. Da con thiệt. Nó giòn khấu rồi. Tao quay hoài để tao quay cho ăn đi. Cái giòn. Thịt kỹ vậy đó. Thịt. Quá trời thịt. Tính đâu nướng nó bị teo thịt mà nó không teo à. Vậy là nó khô. Nó khô chứ con này nó không có mất thịt gì đâu. Rết mẹ. Nó khô lại nó ngon. Chạy đi. Nào ai cạp con cái luôn đi. Rồi để. Rồi đưa nguyên cái này kia đi. Thôi cắt đi, cắt đi. Thì cái cắt này cầm dĩa đi. Văn à. Rồi mới ăn chứ. Giờ mình quất nguyên cái đùi luôn anh em ơi. Đây là mồi bén, mồi món ngon khó cưỡng này. Chấm với muối ớt chanh nha. Ghét không ghét? Lửa gạp cái đã. Thấm gì vậy? Hai quận đó đó. Ngon á. Ở bên đây gặp nè. Đây chất lượng nè. Cái mỡ nó bỏ lên mặt. Ngon lắm. Ngon cho ba đi. Chín đế chồng trắng tươi ha. Còn đỏ rồi. Chế kìa. Chế mở nè. Tại cái dư rồi. Giòn quá. Cái da giòn không ơi. Để ít miếng cà thơm đừng có ngán. Quét nước dừa nó mới giòn phải không? Nó dừa giòn với mình để lửa ghiu ghiu. Bữa nay lửa ghiu ghiu. Dừa có đầu giòn dừa tới. Quá trời ngon rồi. Đây lửa gấp nè. Lửa gấp tiểu lắm. Nó lùi hả? Mà lùi sao hả? Mình để từ từ. Quá quá trời. Mà đầu giòn ngon ha. Mà em ốp là đúng bài bản rồi lửa để vừa lửa còn là tỏi nái hả? Nái. Cũng già lắm à. Thôi cùng lên lửa. À kẹp mà không. Cái gì ăn thật không? Đúng rồi. Đúng ra ăn rộng, rộng hơn quay á. Chấm miếng chào à. Miếng chào ngon hơn. Em gì vậy? Chốt ăn đi chốt. Đại đi. Coi. Bạn hai ở đây mới thường chứ. Thường như bạn khác. Ăn cái này ăn phải chụp bì gì. Bì gì nó mất có ăn nữa à. Có. Chặt. Trời ơi, mì meo ơi. Nhớ lấy kéo kìa. Quá đã anh em ơi. Không còn gì bằng nữa rồi. Còn gì là của anh hả? Có điện rồi đó. Mình đã. Điện cắt rồi, em chưa chân có rồi nè. Băng cái da nó giòn, da nó ngon. Rồi giòn xấu à. Nha. Ngon. Vừa ăn thấm thấm vô cái da luôn ha. Thấm. Vừa ăn. Quá đã. Bữa nay nướng là không có bị nín ha. Ngon. Này đã ướp lâu hơn mấy cái nướng. Nó béo như ta. Nó lên đến 2 phút. Gặp mấy cái này đi. Anh đang gặp nè. Nhanh ba, lửa nhanh ba anh gặp. Hả? Sạp được. Ôi, anh ta không cái đùi ra. Cái này nó chưa thấm vô trong. Cái thịt cái dài quá, thịt quá thì nó không thấm được đâu. Chỗ mỏng mỏng. Mỏng mỏng. Không với máy banh nhiều quá, Làm gì chất lượng anh Tân? Giờ bữa làm nữa ha. Giờ bữa làm nữa. Ăn nóng thì ngon à. Ăn này là bị ghiền á. Chẳng những ghiền mà có điện nữa. Tiếp. Không biết có không. Có, nó chắc luôn anh ơi. Em chưa tay gần ăn, ăn cái này chừng hết nhức mỏi luôn nữa. Ừ. Hết nhức mỏi. Để bón. Bệnh, chị bệnh luôn á.
Chừng nào muốn ăn kêu anh kiếm ra. Chứ có đi dựng 10 với đây là ông mua dốc rồi. Cũng được sâu á. Dạ. Không đuôi phải chăm có. Nếu có thời gian mình ốp gần trên tiếng thì nó càng ngon hơn. Ừ. Nhưng mà khi mình ớt á, mình lấy cái cây mình xôm vô cái đùi đâm đâm nó mới thấm vô trong. Còn cái này bí cái đùi trắng nhất vậy. Cái này nãy ớt chắc dừng 2 phút à. 2 phút mà nó ngon. Bữa nay vừa mình... đâm hả? Không, không, vừa tối không. Thế em ớt em lấy anh ơi. Anh ớt ơi. Mình có chương trình tổ chức sẵn thì đừng ớt. Mình chốm đặng mình ớt cho thấm. Ớt thấm, chiều mình bỏ. Nắp khô luôn, khô cái thịt luôn nè, anh thấy không? Nè nè em xem nè. Miếng sườn mà nó khô tới gì nè, nó khô cái chỗ nào mà mỏng mỏng nghe là nó khô. Nó khô luôn á, khô nè. Mẹ nó khô dữ nó đã. Còn ăn nó ngon. Uống lên. Trời không lấy không quýt, bỏ uống. Uống cái mang được. Uống lên. Ngon. Ngon anh đi. Mình không này nướng cũng cực quá ha. Gửi con ngon. Đời ngay luôn á. Bà phải, bà phải chuẩn bị cái chỗ mà để nướng rồi nè, phải có nhà sẵn như chỗ nướng. Cầm nghe rồi. Ngon em. Em ngon quá trời. Như có hàng đốt thì anh đốt nhanh hơn. Nãy mình đốt củi. Hàng củi chắc thì đốt cho đốt, lâu, đốt trước rồi lâu á. Thịt nó khô luôn không? Khô, khô vừa chín á, cho may là khô ấy không? Khô mà thấm á. Mà chấm cao cũng ngon quá ha. Cao ăn ngon. Mà ngon thiệt, ngon mấy ăn gì chứ không ngon anh. Mà cái dấu ẩn. Ngon. Quá đã. Thấy ăn thôi là thấy thèm rồi đó. Ngon. Đã. Quá trời đã. Đừng có nồng hả? Đứng cái gì? Đã. Đây mấy con uống nha em ơi. Ngon cái nè. Làm hết nãy giờ gấp tư mẹ nè. Chỉ dành cho những dân nhậu thôi nha anh em ơi. Rồi đừng ăn không đau bụng chết. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn và anh em đã xem video này ha. Rồi chào tạm biệt anh em. Tạm biệt. Bye. Bye.